Vào những ngày hè nóng nực như thế này, dầu thừa tiết ra ở trên da khiến cho da chúng ta dễ bị bít tắc lỗ chân lông và dễ bị nổi mụn. Và ngày hôm nay thì Thùy Linh sẽ chia sẻ cho mọi người một cái mẹo để chúng ta có thể làm sạch da thật là tốt ở nhà để sở hữu một làn da vừa sạch vừa khỏe và đẹp. Và đặc biệt là mẹo này không chỉ là dành cho chị em phụ nữ đâu nha, mà tất cả các anh nam giới cũng có thể áp dụng. Dù là có trang điểm hay là không trang điểm thì Thùy Linh vẫn khuyên các bạn là các bạn hãy tẩy trang hàng ngày. Bây giờ thì Thùy Linh sẽ tẩy trang cho phần môi trước. Tiếp đến thì Linh sẽ tẩy trang mắt. Thì mọi người lưu ý là phải thực sự rất là nhẹ nhàng để tránh gây tổn thương cũng như là lão hóa cho cái vùng da mắt. Rồi mọi người nhìn thấy không? Gần như là tất cả những cái phần trang điểm cho vùng mắt thì cũng đã được loại bỏ. Tiếp theo thì Thùy Linh sẽ tẩy trang cho toàn mặt. Thì mình sẽ chấm đều lên 5 điểm: trán, hai má, mũi và phần cằm. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ dàn đều ở trên gương mặt. Bởi vì là lỗ chân lông của chúng ta là nó theo chiều mái ngói, tức là từ trên xuống. Do vậy là để loại bỏ hết được những cái chất bẩn ra khỏi làn da thì chúng ta sẽ xoa xuôi chiều từ trên xuống dưới như thế này. Thời gian lý tưởng nhất để mà chúng ta thao tác tẩy trang đấy chính là rơi vào khoảng 1 phút cho đến 1 phút rưỡi. À, các bạn ơi, Linh thì đã có 12 năm kinh nghiệm trong ngành làm đẹp rồi. Và chúng ta hãy thử thực hiện theo cái cách mà Linh hướng dẫn để xem là nó có hiệu quả hay không nhé. Các bạn có thể rửa mặt thông thường nhưng hãy làm theo cách của Linh. Đấy là mình sẽ đánh bông cái bọt này lên và dùng cái bọt này để rửa mặt nha. Chính cái lớp bọt bông mịn như thế này sẽ giúp là len lỏi sâu vào trong lỗ chân lông để làm sạch da của chúng ta được tốt hơn. Thứ hai đấy là lớp bọt bông mịn như thế này sẽ tạo một cái lớp ma sát nhẹ ở trên da, một cái lớp đệm để ngăn cách giữa cái tiếp xúc của chúng ta đối với làn da khi chúng ta rửa mặt. Chính cái việc đánh bông bọt lên khi rửa mặt như thế này sẽ giúp cho tái tạo lớp màng ẩm tự nhiên của làn da và giúp cho chúng ta không bị khô sau khi rửa mặt. Bây giờ thì Thùy Linh sẽ rửa sạch mặt với nước. Thông thường thì mọi người sẽ có thể để da mặt khô tự nhiên, hoặc như Linh thì Linh thường là lấy một chiếc khăn mềm để mình thấm lại. Rồi, sau đó thì ngay sau khi thấm khăn xong, lúc này da mặt của chúng ta vẫn còn ẩm ẩm như thế này thì các bạn sẽ tiến hành dưỡng da ngay nha. Với dưỡng ẩm thì mình sẽ dùng những cái sản phẩm từ bước lotion cho đến tinh chất để làm ẩm cho làn da, áp nhẹ lên trên da. Đó, để cho sản phẩm thẩm thấu vào da. Như vậy là ngày hôm nay thì Thùy Linh đã chia sẻ cho các bạn những bí quyết để mình có thể là làm sạch sâu cho làn da một cách hiệu quả. Thùy Linh cũng chúc các bạn là sau cái phần chia sẻ của Thùy Linh ngày hôm nay thì các bạn sẽ có thêm nhiều cách để mình có thể làm đẹp và chăm sóc da tại nhà.